chả nem ở đây ạ. À, nem nướng chả lụa, nem nướng và chả lụa và chiên tại chỗ nóng. Đây ạ, đang chiên tại chỗ nóng và các bạn thấy là rất là ngon, rất hấp dẫn. Mình chiên hai lần hả cô? Không, cái này nồi này nó vàng hơn, còn này mình bỏ sao á. À, bỏ sao chiên.
ngấm một miếng mắm rồi mình sẽ ăn cùng với cuốn, cực kỳ ngon ha các bạn ha. Mình chờ bạn này cuốn một cái vô trong gói để các bạn cùng mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức ạ. Mình sẽ có một ít rau sống nè, rồi gì nữa ta, hẹ, khế chua, dưa leo, rồi xong cái một cái cuốn, một cái nem, một cái chả. Có trứng không chị? Chị không ăn trứng hả? Dạ. Để các bạn thấy hấp dẫn không? Giòn giòn, nghe giòn tan luôn. Đây là một cái cuốn chị mới vừa gói xong. Chị thưởng thức rồi, cho em xin cái cảm nhận nghe chị. Hương vị sao chị? Món ăn đặc biệt của quê hương mình ha. Ở trong cái chả nó có cái vị gì chị? Thơm mùi cá. Cá trích hả? Dạ. Ngọt của sắn, khoai lang, cà rốt. Dạ. Ăn với lại chả với nem thì chắc là chua chua ngọt ngọt ngon hả? Ngon nhất Phan Thiết mình đúng không ạ? Dạ, rồi cảm ơn các chị nhiều ạ. Chúc các chị ăn ngon miệng ạ. Cái lá ở dưới là lá gì hoài ha? Lá lon. Dạ, lá lon. Để bánh tráng nó không có bị khỏi khô. Khỏi khô. Rồi mình sẽ có một miếng nem, miếng trứng. Mà thâu trứng vừa đi đổn trộn tùm lum. Chị chả hai thứ lên thâu đừng bỏ bì. Rồi mình rồi. Là chả chiên thâu. Đây thì mình sẽ có một ít bì, là cái này trứng nè. Trứng. Cái này nem nướng nè. Dạ, nem nướng. Nướng nếu cái này nem chua. Dạ. Rồi cái này chả lụa. Chả lụa. Dạ. Vậy đó. Rồi bây giờ bắt đầu bỏ hẹ lên. Dạ. Hẹ nè, đó. Hẹ nè, rồi bây giờ dưa nè. Dưa chuột nè con. Đó, dạ. Dưa chuột. Dưa chuột. Rồi bây giờ bắt đầu bỏ chả thì lên. Dạ. Bỏ chả nè, đó. Rồi bây giờ rau sống bỏ lên trên. Quý hẹ nữa. Dạ. Hẹ bỏ lên trên. Quán mình mở được bao nhiêu năm rồi quậy ha? Cũng cả chục năm rồi. Dạ. Nhưng mà hôm đó bán ít. Dạ. Hôm nay bán này ta chưa biết á. Dạ. Mà sao từ từ nó biết ta bán nhiều. Dạ. Đây là quán ăn ngon nhất ở Phan Thiết á các bạn. Hai cuốn như vậy là 25.000, còn một cái cuốn chả chiên là bao nhiêu tiền ha quậy ha? Con hàng rưỡi. Hàng rưỡi. Một phần là mình bán bao nhiêu tiền hả quậy? Một phần á thì là 27.000. À, một phần 27.000. Dạ. Để em vô cuốn. À. Thì đây là cái phần cuốn mình mới vừa cuốn này xong. Hai cuốn 25.000 nè, đó. Bì. Rau. Bì là làm từ heo gì ha? Da heo. Da heo với lại thính. 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 Dạ. Thính với tỏi. Thì ra đồ này là mình bỏ. Trong đó có hai cuốn không ra phải không bạn? Ừ, để lại không? Có hai cuốn không ra, có hai cuốn không ra. Có gì chợt đó. Ở Phan Thiết thì món ăn bình dân ngon bổ rẻ rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn ạ. Cho nên là nếu có dịp về Phan Thiết thì mời cô chú anh chị và các bạn mình sẽ đến quán 147 Lê Hồng Phong để thưởng thức cái món chả cuốn này ạ. Ủng hộ cho bà ngoại rất là đẹp lão ở đây, món ngon bổ rẻ. Cảm ơn ngoại nhiều ạ. Dạ con chào ngoại. Dạ. Đây là khế ha các bạn, khế chua chua ngọt ngọt.
Dạ dạ, đây là dư, mình sẽ bào mỏng ra như thế này, khế bào mỏng ăn chua, và đây là trái dư còn còn nguyên. Ở đây là những cái cuốn nem mà mình từ cái nguyên liệu rồi xong cái là mình quấn lại thành thành chả. Rất là hợp vệ sinh ha các bạn, làm thì thao tác nhanh gọn lẹ và đeo bao tay an toàn thực phẩm. Ở đây thì mình sẽ có miếng miếng cá nè, rồi miếng sắn, rồi cà rốt, hành với lại khoai lang, để làm cái hương vị của cái cuốn nó thơm ngon. Hay là bột. Dạ.